Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thời tiết lạnh kéo dài, cẩn thận với bệnh hô hấp, cơ xương khớp. Làng nghề bánh gai ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tất bật chuẩn bị Tết. Ấm áp chương trình Tết xung vầy năm 2018 tại Bắc Ninh. Cảnh sát tội phạm trộm cắp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán ở Hải Dương. Hiệu quả mô hình cá lai trọi ở xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, tương bần ở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên được coi là đặc sản nước tiếng mang hương vị đặc trưng vùng quê Bắc Bộ. Ngày nay, tương bần vẫn nổi tiếng khắp nơi và là loại nước chấm không thể thiếu trong nhiều bữa ăn hàng ngày ở các gia đình và ở cả những bữa tiệc sang trọng. Để làng nghề được duy trì và phát triển ổn định, giữ chữ tín với người tiêu dùng, người dân ở đây luôn chăm chút cho từng khâu sản xuất để tương có vị thơm ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vo gạo nếp, đỗ tương, thổi sôi, làm mốc, ngả tương, phơi tương, ủ tương và đóng sản phẩm là những khâu cơ bản trong sản xuất tương truyền thống của làng nghề sản xuất tương bần phố Nối. Ông Ngô Xuân Triệu, người có trên 40 năm làm nghề tương bần, hiện đang giữ chức chủ tịch Hiệp hội làng nghề tương bần phố Nối cho biết, công đoạn làm tương ở các tỉnh phía Bắc cơ bản giống nhau, nhưng vì sao hương vị tương mỗi vùng miền lại khác nhau? Thứ nhất là do cách thức chế biến, chất lượng nguyên liệu tốt và bí quyết làng nghề mới cho ra một sản phẩm tương bần đi vào câu ca trong ẩm thực Việt Nam. Chàng đi nhớ cháo làng nghề, nhớ cơm phố mía, nhớ chè Đông Viên, sư la cá láng, nem báng tương bần. Bốn loại nguyên liệu chính để làm tương được lựa chọn kỹ lưỡng, gồm muối trắng, gạo nếp cái, đỗ tương ta và nước tinh khiết. Trong từng khâu, từ việc chọn nguyên liệu đến các công đoạn chế biến đều phải chăm chút và mang cái tâm mong muốn sao cho ra sản phẩm tốt nhất là kim chỉ nam cho người làm tương của làng nghề. Làm nghề tương bần không phải tự nhiên có, mà đây là công lao của ông cha ta để lại. Mà hàng bao nhiêu đời nay, vậy chúng tôi muốn giữ được cái này, muốn không phải có một cái tâm của người làm nghề này. Vì có thế mới xứng đáng với vị trí vai trò mà ông cha để lại. Làm nghề tương nó chẳng khác gì nuôi con lợn, tức là phải chăm lo từng ly từng tí một, mà cái tâm mình tốt thì tự nhiên mình làm sản phẩm tốt. Tôi ví dụ đơn rất đơn giản, ví dụ mình làm tốt tức là cái tâm mình đã có rồi, tròn từ hạt gạo, phải gạo làm sao cho nó thật tốt, tức là gạo không lẫn tẻ, mà gạo phải tròn đều và tốt, hạt đúng cái hoa vàng. Hay đỗ đấy, phải tròn cái đỗ quê, và cái đỗ tức là hạt cái cùi ruột nó dày, vỏ nó mỏng thì nó mới thơm, nó mới ngon được. Hay cái muối chúng tôi về làm thế thôi, không phải muối chúng tôi lấy từ ở cái cơ sở mà người ta bán muối. Bởi đây chúng tôi phải để hàng tháng để nó chảy hết cái nước chát ra. Chính những động tác này là tổng là gì? Trong tâm hồn mình đã có là sao giữ sản phẩm và mình giữ được cái nghề của mình sao cho nó tốt. Được biết, làng nghề tương bần hiện có 18 hộ sản xuất, chủ yếu tập trung ở khu vực phố Bần thuộc thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào. Sản lượng trung bình toàn làng nghề là 1 triệu lít một năm. Các hộ có sản lượng tiêu thụ lớn gồm tương Triệu Sơn, Hương Đạt, Hương Quất và Đoàn Thoa, vân vân. Mặc dù tương bần được chế biến theo phương pháp truyền thống, sản lượng biến động trong một năm không lớn, nhưng do chất lượng sản phẩm tốt nên thị trường luôn được mở rộng với hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Giữ cái tâm để duy trì phát triển thương hiệu làng nghề truyền thống, giữ chữ tín để bán tiêu thụ sản phẩm đang được người làng nghề tương bần thực hiện. Em đi trăm quán ngàn cầu, hải vị cũng thuộc, sơn hào cũng quen, mà sao em vẫn cứ thèm, đĩa rau muống luộc lại thêm tương bần. Ca dao tục ngữ về sự đậm đà, vị ngọt dịu của tương làng bần đã và đang được người trong làng nghề xây dựng và phát triển bền vững, góp phần tạo ra sự ổn định cho Mỹ Hào, một thị xã công nghiệp, dịch vụ thêm giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn,
Thái Bình vốn nổi tiếng bởi món bánh cánh ngọt bùi, thơm lồng. Thế nhưng còn một loại bánh nữa cũng rất đậm đà và được nhiều người ưa chuộng, nhất là trong dịp Tết, đó là bánh gai. Càng gần đến Tết Nguyên đán, làng nghề làm bánh gai tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư càng tất bật làm bánh gai để kịp cung ứng ra thị trường. Đặt chân đến làng bánh gai Tân Hòa những ngày này, bất cứ ai cũng đều cảm nhận được hương nếp mới, quyện với đỗ xanh. Cái Tết dường như đến sớm hơn với những người dân nơi đây. Để chuẩn bị cung ứng ra thị trường Tết, gia đình bà Bùi Thị Quyên đang tập trung làm việc hết công suất để làm ra gần 2.000 chiếc bánh một ngày. Nhà tôi so với bình thường là gấp đôi gấp ba, ngày Tết là so gấp đôi gấp ba, với lại cái mặt hàng là tôi xuất đi các tỉnh, trong và ngoài tỉnh. Trải qua bao thăng trầm, người dân nơi đây vẫn giữ được cái hồn quê trong bánh gai để cạnh tranh với nhiều sản phẩm bánh kẹo khác. Nguyên liệu làm bánh gai đều là những nông sản của vùng quê. Gạo nếp thơm, đậu xanh, dừa và lá gai đều được người dân trong vùng trồng. Để làm được một chiếc bánh gai thì người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, cũng như phải có kỹ thuật khéo léo mới có thể làm ra được một chiếc bánh gai thơm ngon. Người Tân Hòa không luộc bánh gai mà hấp trong khoảng 2 giờ đến khi bánh dậy mùi thơm ngậy đặc trưng. Khi ăn bánh, ai cũng sẽ phải ngất ngây với vị ngọt mà thanh, vị ngậy mà không ngán, lại dẻo mịn từ vỏ bánh đến mềm xốp của nhân bánh. Và cứ thế, bánh gai trở thành một phần không thể thiếu của các gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về. Gà Lai Chọi là giống gà có chất lượng thịt ngon, giá trị kinh tế cao. Nhờ đầu tư phát triển chăn nuôi giống gà này với quy mô gần 1.200 con gà thương phẩm mỗi năm đã giúp cho gia đình anh Vũ Hữu Châu ở xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có nguồn thu nhập từ 140 triệu đồng một năm trở lên. Đã từng học nghề cơ khí, nhưng do không có vốn mở xưởng nên anh Châu trở về quê hương tìm hướng phát triển kinh tế. Qua nhiều kênh thông tin, nhận thấy giống gà Lai Chọi có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh và đặc biệt có giá bán cao hơn những loại gà bình thường khác, nên anh quyết định đầu tư vào nuôi giống gà này. Bắt đầu tôi nuôi 50 con để khởi đầu đàn đầu tiên, để lấy kinh nghiệm, xong dần cứ tăng dần lên. Rồi bây giờ nuôi mỗi một lứa thì có khoảng 400 đến 600 con. Để đàn gà phát triển đồng đều, khỏe mạnh, tỷ lệ hao hụt thấp, anh Châu đã áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc theo quy trình sạch, thức ăn chủ yếu là các loại cám ngô, lúa bung và chuối, nên chất lượng thịt gà săn chắc, ngon. Vì vậy, gà liên tục được xuất bán ổn định trên thị trường và giá thành được đảm bảo từ 80 đến 83 ngàn đồng 1 kg. Mỗi năm cung cấp khoảng 2 đến 3 tấn gà sạch và được thị trường ưa chuộng. Mô hình chăn nuôi gà Lai Chọi của anh Châu không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, mà còn giúp cho người nông dân trong xã thay đổi cách nghĩ, cách làm, xây dựng thêm nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo trong vận dụng những tiến bộ mới vào chăn nuôi, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của người nông dân hiện nay. Thời tiết giá lạnh kéo theo hàng loạt những thay đổi của các yếu tố bên trong cơ thể là nguyên nhân gây nên nhiều căn bệnh về hô hấp, đau nhức xương khớp. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hương Hà, những ngày gần đây, trung bình một ngày, bệnh viện tiếp nhận và điều trị khoảng từ 800 đến 1.000 bệnh nhân, ngày cao điểm nhất lên tới 1.300 người. Ngay trong sáng ngày 9 tháng 1, đã có 320 lượt người điều trị. Bệnh nhân đến khám chủ yếu là đối tượng người cao tuổi và trẻ em. Ở trẻ, phần lớn là các bệnh về đường hô hấp, sốt cao và tiêu chảy do thời tiết giá lạnh gây ra. Ở người cao tuổi, với các bệnh liên quan đến cơ xương khớp, huyết áp, tim mạch vành, đau thắt ngực và đều ở mức độ nặng do thời tiết quá lạnh. Theo các bác sĩ, thời tiết lạnh là yếu tố khiến nhiều người bệnh ngại đi khám bệnh. Đây là lý do nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, nguy hiểm tới tính mạng. Dự đoán, nhiệt độ thấp còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, cảnh báo số lượng bệnh nhân có thể còn tăng lên. Người dân đặc biệt là đối tượng già, trẻ nhỏ cần chú trọng trong thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong thời điểm thời tiết diễn biến bất thường. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương, Ngân hàng Vietcombank Hải Dương và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức chương trình Xuân ấm tình người năm 2018.
Được tổ chức và duy trì từ năm 2012, qua 7 năm, chương trình Xuân ấm tình người đã nhận được sự tham gia ủng hộ của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trong toàn tỉnh. Chương trình này nhằm giúp đỡ và chia sẻ những người kém may mắn, người nghèo nhân dịp Tết cổ truyền. Trong 6 năm đầu, Xuân ấm tình người đã trao hơn 72.000 suất quà với tổng số tiền 27 tỷ đồng cho các hộ gia đình trong tỉnh. Riêng trong năm 2018 này, đã có gần 100 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 20.399 suất quà, tổng trị giá trên 10,1 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trích quỹ Ngày vì người nghèo của tỉnh trao 5 suất quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngân hàng Vietcombank trao 8,3 tỷ đồng để xây dựng trường mầm non xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc và trường tiểu học Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng. Số tiền ủng hộ 10,1 tỷ của Xuân ấm tình người năm nay sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng người nghèo trong tỉnh nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất. Cũng tại Bắc Ninh với phương châm mọi đoàn viên công đoàn người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình Tết Sum Vầy 2018. Hòa mình trong không khí ấm áp, tươi vui, phấn khởi của chương trình Tết Sum Vầy 2018, hơn 500 đoàn viên công đoàn đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần như được tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, các đoàn viên còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và tham gia bốc thăm trúng thưởng với gần 100 phần quà ý nghĩa. Tết đến, xuân về là dịp để mọi người quây quần sum họp bên gia đình, người thân, cùng nhau nhìn lại thành quả của năm cũ và chia sẻ những dự định cho năm mới. Với những người vì mưu sinh cuộc sống phải đi làm xa quê, Tết càng có ý nghĩa đặc biệt hơn là dịp để đoàn tụ cùng những người thân yêu sau khoảng thời gian dài xa cách. Với nhiều người, đây là nỗi niềm và mong ước không nhỏ. Thấu hiểu điều đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hoạt động trọng tâm là chương trình Tết Sum Vầy 2018 với nhiều hoạt động thiết thực đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tặng 2.000 suất quà, 7.000 vé xe cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Tết Nguyên đán năm 2018 đang đến rất gần. Những ngày này, việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang được các cấp, các tổ chức xã hội, chữ thập đỏ tích cực triển khai với các hoạt động thiết thực, giúp cho các gia đình đón một cái Tết cổ truyền đầy đủ, đầm ấm. Tết Mậu Tuất 2018, các cấp hội chữ thập đỏ đang nỗ lực vận động các nguồn lực ủng hộ phong trào với mục tiêu huy động được 7.000 suất quà Tết để trao tặng cho người nghèo, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Với nhiều cách làm mới sáng tạo trong tuyên truyền vận động đã thu hút sự quan tâm ủng hộ của đông đảo đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm. 18 Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao trên 1.200 suất quà Tết sớm cho các hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Để lưu giữ những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc, nhất là những tục lệ hay nghi thức đặc sắc trong dịp Tết Nguyên đán, trường mầm non Pingate tổ chức lễ hội xuân năm 2018. Tại đây, các bé được thỏa sức vui chơi, khám phá và học cách gói bánh chưng, làm tò hay bày mâm ngũ quả. Gần 300 bé, từ lớp nhà trẻ đến lớp mẫu giáo 5 tuổi của trường mầm non Bingate cùng hòa vào hội chợ ẩm thực. Những nét đẹp văn hóa cổ truyền cùng hương vị ngày Tết được tái hiện lại qua từng gian hàng của phiên chợ quê. Mỗi gian hàng do chính các bậc phụ huynh, các cô giáo và các bé bày biện. Từ đây, những bài học đầu đời về hương vị Tết cổ truyền của dân tộc được các bé tiếp thu hết sức tự nhiên và thích thú. Là những trải nghiệm để các bé hiểu thêm về các phong tục đẹp ngày Tết với nhiều ý nghĩa của dân tộc. Thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non, lấy trẻ làm trung tâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã triển khai đến 29 trường mầm non. Năm học này, để tăng cường thực hành trải nghiệm trong các nhà trường, Phòng đã xây dựng 5 chuyên đề và triển khai tại tất cả các trường mầm non trong huyện. Nhằm tăng cường khả năng thực hành cho trẻ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn đã tổ chức các hoạt động ở môi trường trong lớp, ngoài lớp, phù hợp với điều kiện thực tế tại các trường mầm non. Đặc biệt khi tổ chức hoạt động giữa các giáo viên và trẻ đã có sự tương tác, từ đó giúp trẻ hòa mình vào môi trường sự vật cụ thể. Sau những buổi tổ chức chuyên đề, Phòng đều có đánh giá rút kinh nghiệm của cán bộ giáo viên trong các trường mầm non, do đó tăng cường hiệu quả thực hành cho trẻ nhỏ.
Những chuyên đề cụ thể trong triển khai mô hình lấy trẻ làm trung tâm được triển khai áp dụng tại các trường mầm non trong huyện Kinh Môn giúp tăng cường kỹ năng giao tiếp của trẻ. Trẻ được vui chơi, thực hành trải nghiệm để hoàn thiện kỹ năng sống, kỹ năng cá nhân, xây dựng mối quan hệ tình cảm yêu thương thân thiện giữa cô và trẻ, từ đó hình thành nhân cách đạo đức để trẻ phát triển toàn diện. Tính đến đầu năm 2018, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nam Định đã huy động 28.600 trẻ nhà trẻ ra lớp, đạt 41,01% độ tuổi, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm học trước. Huy động trên 97.000 trẻ mẫu giáo ra lớp, đạt 97% độ tuổi, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm học trước. Theo đó, toàn tỉnh có gần 25.600 trẻ nhà trẻ được nuôi ăn bán trú, đạt 92%, tăng 1% so với cùng kỳ năm học trước. Trên 97.000 trẻ mẫu giáo được nuôi ăn bán trú, đạt 97,05%, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm học trước. Tỷ lệ trẻ nhà trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 3,08%. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 3,42%. Tỷ lệ trẻ nhà trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 4,15%. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 4,37%. Số trẻ có cân nặng cao hơn so với lứa tuổi, tăng hơn năm học trước. 100% cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, phát huy hiệu quả chuyên đề phát triển vận động, nâng cao chất lượng chỉ đạo, thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì và nâng cao với trên 37.500 trẻ ra lớp, đạt tỷ lệ 100% diện phổ cập. Theo quy luật, cứ vào cuối năm, các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh Hải Dương lại gia tăng hoạt động. Đáng chú ý là loại tội phạm trộm cắp với nhiều thủ đoạn tính chất khác nhau. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh trật tự tại địa phương. Qua một tháng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã bắt giữ gần chục đối tượng, làm rõ trên 20 vụ trộm cắp trên địa bàn. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng khá đa dạng. Chúng thường theo dõi trước quy luật sinh hoạt của các thành viên trong gia đình trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Nhiều đối tượng còn tỏ ra manh động, liều lĩnh, sẵn sàng cậy cửa, phá khóa hoặc đột nhập vào ngay khi có chủ ở nhà để trộm cắp. Để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, cùng với lực lượng công an thì mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là mà phải có biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản của mình và gia đình, không để sơ hở để các đối tượng lợi dụng trộm cắp ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương. Tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông từ giữa tháng 12 năm 2017 đến nay tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh Nam Định xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 11 người chết, 10 người bị thương. So với cùng kỳ, tăng gấp đôi về số vụ, tăng gấp 3 về số người chết và tăng 42,9% số người bị thương. Để kiềm chế số vụ tai nạn giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền, vận động không vi phạm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, họp chợ, rực rạm, hiếu hỉ. Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tăng cường sử dụng xe ô tô tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường và các địa điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Tổ chức tiếp nhận và phối hợp xử lý kịp thời các thông tin phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong năm 2017, Điện lực huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được đầu tư trên 75 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo đường điện. Trong đó, ngành điện đã chuyển đổi toàn bộ lưới điện 10 kV sang vận hành ở cấp điện áp 35 kV tại 5 xã với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng. Cải tạo tuyến đường dây 35 kV dọc quốc lộ 39A thuộc địa bàn huyện Kim Động với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Xây dựng thêm 16 trạm biến áp với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Việc cải tạo nâng cấp trên góp phần hoàn thiện hệ thống đường dây trạm biến áp đảm bảo an toàn lưới điện. Đặc biệt, huyện Kim Động đã xóa bỏ được 47 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của các xã Song Mai, Hùng An, Mai Động, Phú Thịnh và Thọ Vinh. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực Thái Bình, trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, điện lực các huyện, thành phố sẽ không thực hiện
các công việc trên lưới điện để cắt điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có chỉ đạo. Hiện ngành điện Thái Bình đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn trong dịp Tết. Để cung ứng điện ổn định trong dịp Tết Nguyên đán, Công ty Điện lực Thái Bình đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố tăng cường sửa chữa những khiếm khuyết trên lưới điện, rà soát và chuẩn bị vật tư dự phòng, bảo đảm đủ thay thế khi cần thiết. Bố trí nhân lực ứng trực, bảo đảm tốt hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố. Điện lực các huyện, thành phố tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện. Công ty Điện lực Thái Bình cũng tăng cường tuyên truyền đến người dân không nên sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm, đặc biệt là tối 30 Tết Nguyên đán, không thả đèn trời, thả diều hoặc bắn pháo giấy trắng kim dễ gây ra sự cố trên lưới điện. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.